chính đúng nè. Hàng hết nè, hàng hết. Đây, đây, đây. Ai kêu mày lên chức rồi. Cảm ơn nghe. Ê, danh về nào mày. Đợi xíu nha. Ê, tụi bay. Không đi chúc Tết mà chơi. Sáng giờ gọi được. Ra ngoài đây hả? Có mày đây nữa hả? Ê, đâu ra mấy vụ này vậy? Hồi sáng qua kiếm tụi mày nè, rồi thấy người ta chơi vui quá, cái vô chơi thử, quên được nhiêu ấy nè. Còn trong đây nữa nè. Ồ, đã vậy. Dễ ăn ta. Số tao đang đỏ, là vô chơi tiếp nha. Tiếp. Trời, hẹn đã rồi. Đặt đi. Ê, vô chơi. Thôi, chơi mấy này, tí tôi biết, ông cạo đầu chết luôn. Trời ơi, ba ngày Tết mà chơi cho vui đó, thấy anh em ta chơi quá trời, mình chơi có làm sao đâu. Đúng rồi đó, mình vô mình thử hên vài ván thử coi năm nay mình có hên hay không. Mình không nói, tụi nó không nói, tụi Hoàng không biết đâu. Ê, thấy người quen không ha, bà con hàng xóm với nhau không à. Với lại ba ngày sưng bốn ngày sẹp, lỡ tía tôi có biết, chắc tía cũng đâu la đó. Đúng rồi, dễ gì la. Ôi ôi, chơi chơi đấy, chơi đấy. Chơi. Tiếm tụ đi. Chơi dạ. Ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi sớm hôm yên lành. Ngày nay cái gì cũng có.